Vâng, xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bonsai TV. Hôm nay kênh Bonsai TV có mặt ở tại nhà anh Thiêm, giới thiệu quý vị và các bạn một số cái đồ chơi phục vụ cho bonsai. Thì ở cơ sở sản xuất chậu của anh Thiêm, địa chỉ tại Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình. Tôi cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chủ nhân cũng là chủ xưởng sản xuất chậu. Xin chào anh Xin Thiêm. Chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nhé. Vâng, thì hôm nay kênh Bonsai TV có đến để ghi lại những một số cái mẫu chậu mà tại cơ sở sản xuất của anh, thì cũng mong anh Thiêm là giới thiệu cho anh em được biết rõ hơn về cái sản phẩm của mình. Vâng, cái chậu của em thì làm toàn thủ công hết anh. Vâng. Nghĩa là khi mình làm là mình hàn cung, mình bo lưới, bắt đầu mình mới lắp anh. À thế ạ. Vâng. Thế toàn toàn bộ là có cả là lưới thép ở bên trong của anh. Vâng. Thì mình làm thế này mình chống cái đồ co giãn, đồ bẻ của chậu. Vâng. Vâng, sau khi mà mình làm xong thì mình có chất liệu nữa để cho nó tạo cho nó nhanh mốc cho mình cua anh. À thế ạ. Vâng. Thì đây như cái chậu này thì anh làm được thời gian lâu chưa anh? Cái chậu này em làm được nửa tháng anh. À đây. Vâng, đây thưa quý vị các bạn, cũng nhìn đây. Như anh vừa giới thiệu ấy là cái chậu này làm được nửa tháng, nhưng mà cái hiện tượng rêu mốc này lên rất là nhanh. Cảm giác như cái chậu nó rất là cũ rồi quý vị. Tôi sẽ quay cận cảnh để quý vị và các bạn thấy được các cái nét tinh xảo trong quá trình chế tác của những cái chậu này. Toàn bộ chậu như này là đắp thủ công hết rồi anh. Vâng, cái làm thủ công hết này. Vâng. Và một cái chậu này nó cũng tốn công lắm. Vâng, thì như quý vị và các bạn thấy những cái nét rất là tinh vi như thế này. Như cái bẻ khánh này thì cái kích thước của nó là như nào anh nhỉ? Cái này chiều dài 1m6, là chiều ngang của nó là 1m1, một cái là thông thủy. Vâng. 1m6 và 1m1 quý vị nhé. Thì một cái bộ chậu như này thì bao gồm một cái bẻ này, bẻ khánh này và bốn cái đôn này đúng không? Bốn cái đôn bé xinh như này. Đôn này em làm thủ công anh. Vâng. À, quý vị các bạn ngắm này, cái đôn cũng được làm rất là cầu kỳ. Một số cái đường nét thì cũng được khảm sành, khảm chai này. Quý vị này, các cái vị trí mới làm nhưng mà rêu nó đã lên rồi này. Đây là những cái bí quyết của quá trình làm chậu quý vị. Rõ ràng chậu mới nhưng mà cảm giác như là từ rất lâu rồi. Đây. Giờ chậu như này thì anh có làm theo đơn đặt hàng không anh? Em chỉ có làm theo hàng đặt thôi. Vâng. Tất cả các kích thước và các cái mẫu là anh làm được hết phải không ạ? Vâng. À. Người chơi mà yêu cầu mình làm kích thước nào mình làm theo. Vâng. À. Thực sự trong quá trình tác nghiệp thì tôi thấy rằng đây là những cái mẫu chậu rất là đẹp. Rất là phù hợp với những cái cây tiền nhiều và những cái cây cổ quý vị ạ. Tôi sẽ cho số điện thoại của anh Thiêm chạy ở trên màn ảnh của quý vị và các bạn. Nếu có nhu cầu về chậu thì quý vị và các bạn cứ alo trực tiếp cho anh. Về cái độ vững chắc của cái chậu này thì là ok phải không anh? Vâng. Cái chân này thì có được xử lý gì đặc biệt không anh nhỉ? Chân này thì em hàn sắt liền lên mấy cái tổng thể của cái chậu luôn. À. Và cái kết cấu của nó thì là bảo hành trọn đời luôn. Vâng. Đây cũng là một số cái mẫu chậu anh cũng đang trồng cây rồi quý vị. Tôi sẽ hướng ống kính vào giới thiệu với quý vị một cái bẻ nữa này. Cái bẻ này đang trong quá trình hoàn thiện quý vị. Đây là chữ tâm phải không anh nhỉ? Vâng, đúng rồi đấy anh. Chữ tâm này sau rồi lúc gì anh khảm bát anh. Vâng, khảm chai vào đúng không?
Quý vị và các bạn đừng nhìn này, đây là cái cuốn thư này, được đắp rất là tinh vi này, đắp nổi quý vị này. Vâng, tiện đây là tôi cũng chia sẻ luôn với quý vị và các bạn này, đây là một cái kỷ này, cái kỷ của cái chậu hai thớt được anh làm rất là công phu như này. Đây cũng là một trong những cái bể anh đang trong quá trình hoàn thiện quý vị. Rất là đẹp. Chia sẻ với quý vị và các bạn này, đây là một trong những cái phôi này, phôi chậu anh đang trong quá trình hoàn thiện này. Thì như quý vị và các bạn đã thấy này, toàn bộ phần chân anh cũng lối trực tiếp vào cái khuôn đáy của chậu này, được hàn xì rất là chắc chắn như này. Đó, chia sẻ với quý vị và các bạn này. Sau khi cái bước mà hàn như này thì anh có bổ sung thêm cái gì không anh nhỉ? Có anh, tính em sau này em bo lưới. Vâng, bo lưới thép vào toàn bộ cái khung đấy, chân này đấy à? Bo lưới thép toàn bộ vào khung chân để mình làm cho nó chắc chắn anh. Vâng, sau đó là mình mới bắt đầu lại đổ đắp bê tông rồi đúng không? Vâng, cũng những cái bước làm rất là cẩn thận như thế quý vị. Bên cạnh đấy tôi thấy những cái đôn. Đôn này, tôi chia sẻ với quý vị và các bạn những cái đôn luôn này. Đôn rất là đẹp như này. Những nghệ nhân đang chế tác này quý vị, rất là trẻ quý vị, toàn thanh niên trẻ. Và những cái đôn các cái góc cạnh đường nét hoa văn rất là tinh tế này quý vị. Cá chép thì được đắp lỗi. Toàn bộ cạnh được bo viền và được trang trí rất là cầu kỳ như này. Vâng, kể cả cái phần bên trong này cũng được anh làm rất là cẩn thận. Một số cái mẫu ang tròn này. Xong hoàn thiện nó mới đẹp anh. Hai địa chỉ mình bát trên và dưới. Còn những ô trống đây là mình đắp cạnh anh. Các cái tích này hả? Vâng. Những kia ra đầu ra mình đắp cái đầu của phù nó nổi hẳn. Vâng, thì hôm nay tôi chuyên một cuốn video chia sẻ về các cái chậu để quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho anh Thiêm nhé. Đây là một số cái mẫu chậu đang được trồng cây này. Tôi quay cận cảnh để cho quý vị và các bạn cùng ngắm này. Đây quý vị, toàn bộ những này là được đắp lỗi hết này, 3D luôn, kể cả những cái chân này. Đây quý vị, những con rồng này. Đây, không phải, xin lỗi quý vị và các bạn đây.
cái con này là con gì đấy, tôi cũng không rõ lắm, không biết là có phải rồng không. Đầu thì đúng rồng rồi nhưng mà tí tôi phải hỏi lại chủ nhân, đây là nó không thuộc của chuyên ngạch các bạn. Vâng, đây thì đúng rồng rồi, những cái chậu rất là đẹp quý vị. Cái đặc biệt mà tôi nhận thấy đó là cái các cái mẫu chậu của anh này, anh làm cái khả năng nó cũ đi rất là nhanh quý vị. Anh ơi, thêm có thể chia sẻ với cả anh em về cái mẫu chậu này được không anh nhỉ? Cái kích thước và cái kiểu cái dáng này. Em làm kích thước đó là 60 60 80. Vâng, 60 80. Như cái mẫu chậu này thì nó còn đi theo cái đôn hay là gì không anh? Cái này là mình làm cái kệ bằng sắt này. Vâng. À, kê lên bốn chân sắt kê lọt ở trong này. Cái chậu này em tích là đắp mà cá chép hoa rồng này. Vâng, cá chép hoa rồng này. Cái tích đây hả? Vâng. Như cái chậu này thì bây giờ giá thành nó nằm ở cái cỡ nào anh? Chậu này để làm ngon lành là giá thành nó 10 triệu. Vâng. À, như quý vị các bạn cũng thấy đây, một cái chậu rất là kỳ công như này thì cái mức giá nó ở cái tầm này như thế quý vị nhé. Thì do cái lượng chậu của anh làm là theo đơn đặt hàng và làm đến đâu hết đến đấy, cho nên là hiện tại trong xưởng sản xuất của anh thì cũng chỉ còn một số cái phôi và một cái số cái mẫu chậu đang chờ để chuyển đi. Nên là tôi cũng chia sẻ một số cơ bản như thế để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Quý vị các bạn nếu mà có nhu cầu về chậu và các cái mẫu chậu, các cái kích cỡ thì cứ liên hệ trực tiếp với cả anh Thiêm, chủ cơ sở sản xuất để được tư vấn và được là làm theo ý muốn của quý vị và các bạn nhé. Rất đẹp quý vị ạ. Vâng, tôi cũng xin phép được dừng cái cuốn video ở đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cuốn video sau.